Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 1248 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Theo đó, các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gồm thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cừ, huyện Kim Động, huyện Ân Thi, huyện Khoái Châu và huyện Yên Mỹ. Trong đó, huyện Khoái Châu có số lượng đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp nhiều nhất tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 5,65 km², quy mô dân số 12.283 người của xã Hồng Tiến vào xã Đồng Tiến. Sau khi nhập, xã Đồng Tiến có diện tích tự nhiên là 9,23 km² và quy mô dân số là 17.737 người. Xã Đồng Tiến giáp các xã Dân Tiến, Việt Hòa, huyện Ân Thi và huyện Yên Mỹ. Thành lập xã Chí Minh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,7 km², quy mô dân số 8.182 người của xã Đại Hưng và toàn bộ diện tích tự nhiên 4,07 km², quy mô dân số 6.035 người của xã Chí Tân. Sau khi thành lập xã Chí Minh có diện tích tự nhiên là 7,77 km² và quy mô dân số là 14.217 người. Xã Chí Minh giáp các xã Đại Tập, Liên Khê, Nguyễn Huệ, Phùng Hưng, Thuần Hưng, Việt Hòa, huyện Kim Động và thành phố Hà Nội. Thành lập xã Nguyễn Huệ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,64 km², quy mô dân số 5.324 người của xã Nhuế Dương và toàn bộ diện tích tự nhiên 4,32 km², quy mô dân số 7.211 người của xã Thành Công. Sau khi thành lập, xã Nguyễn Huệ có diện tích tự nhiên là 7,96 km² và quy mô dân số là 12.535 người. Xã Nguyễn Huệ giáp xã Chí Minh, xã Thuần Hưng, huyện Kim Động và thành phố Hà Nội. Thành lập xã Phạm Hồng Thái trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,64 km², quy mô dân số 7.567 người của xã Hàm Tử và toàn bộ diện tích tự nhiên 3,73 km², quy mô dân số 6.412 người của xã Dạ Trạch. Sau khi thành lập xã Phạm Hồng Thái có diện tích tự nhiên là 8,37 km² và quy mô dân số là 13.979 người. Xã Phạm Hồng Thái giáp các xã An Vĩ, Bình Minh, Đông Kết, Đông Tảo, Ông Đình, Tân Dân, Tứ Dân, thị trấn Khoái Châu và thành phố Hà Nội. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,16 km², quy mô dân số 7.576 người của xã Bình Kiều vào thị trấn Khoái Châu. Sau khi nhập, thị trấn Khoái Châu có diện tích tự nhiên là 8,55 km² và quy mô dân số là 16.870 người. Thị trấn Khoái Châu giáp các xã An Vĩ, Dân Tiến, Đông Kết, Liên Khê, Phạm Hồng Thái và Phùng Hưng. Sau khi sắp xếp, huyện Khoái Châu có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập huyện xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh thành phố. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính sáp nhập huyện xã của 21 tỉnh thành phố gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Yên Bái. Theo đó, tỉnh có số lượng đơn vị hành chính cấp huyện giảm nhiều nhất là Lâm Đồng. Tỉnh, thành phố có số lượng hành chính cấp xã giảm nhiều nhất là Hải Phòng, Nghệ An, Hải Dương. Theo phương án, sau sắp nhập đơn vị hành chính của 21 tỉnh thành này, sẽ giảm 6 đơn vị cấp huyện và 233 đơn vị cấp xã. Trong đó, có 5 tỉnh, thành phố là Long An, Quảng Nam, Thanh Hóa, Kiên Giang, Hải Phòng đề nghị không thực hiện sắp xếp 6 đơn vị cấp huyện và 17 tỉnh, thành phố còn lại đề nghị không thực hiện sắp xếp 221 đơn vị cấp xã. Chưa bao gồm việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành về nguyên tắc nhưng chưa ban hành nghị quyết. Qua đó đã thực hiện sắp xếp đối với 25 đơn vị hành chính cấp huyện, 756 đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2023-2025, giảm được 7 đơn vị hành chính cấp huyện, 373 đơn vị hành chính cấp xã.
thời gian tới, theo kết luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong việc nghiên cứu xây dựng và phê duyệt phương án tổng thể về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của các địa phương để thực hiện tốt hơn trong giai đoạn 2026-2030. Bảo đảm các đơn vị hình thành sau sắp xếp đạt các tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng mục tiêu yêu cầu của công tác sắp xếp đơn vị hành chính, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đối với các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp mà chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025, đề nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá, chủ động xây dựng phương án, đồng thời có lộ trình bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn cần thiết để thực hiện việc sắp xếp khi có điều kiện theo đúng yêu cầu tại các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 13 tỉnh thành phố còn lại, đề nghị chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định đảm bảo tiến độ và yêu cầu của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ chỉ đạo các tỉnh thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp huyện, xã của địa phương mình giai đoạn 2023-2025 ngay sau khi nghị quyết được ban hành, đồng thời tập trung các giải pháp và nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, giải quyết tốt vấn đề bố trí sắp xếp cán bộ, công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư. Cùng với đó là trụ sở, tài sản công, ưu tiên bố trí trụ sở công dôi dư làm trụ sở công an xã, sớm ổn định hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống chính trị ở địa phương, quan tâm đến việc bố trí ngân sách, hỗ trợ đầu tư phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân tổ chức khi thay đổi giấy tờ có liên quan và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của các đơn vị hành chính vừa được sắp xếp thành lập mới, hạn chế gây xáo trộn lớn đến đời sống của nhân dân. Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua 37 nghị quyết về sáp nhập đơn vị cấp huyện, cấp xã của 37 tỉnh, thành phố giai đoạn 2023-2025. Liên quan đến vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chính, trước đó vào sáng ngày 26 tháng 10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin về tình hình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bộ trưởng cho biết đây là chủ trương lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm, nhưng nhiều địa phương đã rất nỗ lực. Trong 54 địa phương thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì có 51 địa phương thực hiện. Còn 3 địa phương như Bình Phước, Điện Biên, Lai Châu chưa thực hiện được do không đủ tiêu chuẩn điều kiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết cho 38 địa phương tiếp nhận hồ sơ của 10 địa phương, có 2 địa phương là Hà Tĩnh, Ninh Bình chậm hơn một chút do mở rộng không gian thành phố hiện hữu với một đơn vị hành chính cấp huyện nông thôn. Như vậy, sẽ sắp xếp 38 và giảm 9 đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp 1.176 và giảm 562 đơn vị hành chính cấp xã. Điều này dẫn đến việc giảm số lượng rất lớn đơn vị tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp, cũng là giảm rất nhiều cán bộ dôi dư và trụ sở công. Bộ trưởng cho biết có nhiều địa phương làm rất tốt, điển hình là Nam Định. Tỉnh này sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 79 đơn vị hành chính cấp xã để giảm 51 đơn vị hành chính cấp xã. Hà Nội sắp xếp 109 đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp số lượng lớn đơn vị hành chính, hay Hải Phòng cũng là điển hình. Nhiều địa phương rất quyết liệt, ở đâu quyết liệt ở đó thành công và người dân đồng thuận, nhưng ở đâu không quyết liệt, không quyết tâm, nhất là người đứng đầu thì ở đó chưa đạt được mục tiêu, Bộ trưởng nêu rõ. Bộ trưởng Nội vụ cho biết, có những địa phương ngại khó ngại khổ vì việc sắp xếp rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm. Trên thế giới chưa có nước nào mà đơn vị hành chính lại lớn và khủng khiếp như ở Việt Nam. Cũng chưa có đất nước nào mà chi thường xuyên cho tổ chức bộ máy và con người lớn như ở Việt Nam. 62% chi thường xuyên cho tổ chức bộ máy và con người, còn đâu mà chi cho đầu tư, Bộ trưởng Nội vụ cho biết.
Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh, tinh thần của Tổng Bí thư rất quyết tâm, chúng ta phải thực hiện đồng bộ trong cả hệ thống, có cả hệ thống hành chính nhà nước, cơ quan quốc hội, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đảng, đặc biệt những đơn vị hành chính, để thấy một tinh thần sẵn sàng, chứ không chỉ dừng ở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị đồng tình chủ trương này và cố gắng khẩn trương cho kịp Đại hội Đảng bộ các cấp. Bộ trưởng mong hai địa phương còn lại chậm nhất đến ngày 15 tháng 11 phải làm dứt điểm. Về chính sách tiền lương, Bộ trưởng chia sẻ, khó khăn như vậy nhưng chính phủ đã dành nguồn lực khoảng 700.000 tỷ đồng đến năm 2026 là 930.000 tỷ đồng cho thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp bảo hiểm, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho người có công. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhìn nhận thực tiễn vẫn còn bất cập. Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương trên tinh thần của kết luận 83. Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục rà soát lương của nhân viên hành chính sự nghiệp, giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, nhân viên y tế. Chúng tôi sẽ rà soát một cách tổng thể để đề nghị điều chỉnh phụ cấp cho phù hợp theo tinh thần nghị quyết của Trung ương, nhất là kết luận của Bộ Chính trị đã ban hành, để làm sao đảm bảo những đối tượng mang tính đặc thù cần có sự quan tâm ưu tiên hơn, đảm bảo được đời sống của họ một cách tốt hơn, Bộ trưởng nhấn mạnh. Còn nhìn tổng thể, theo Bộ trưởng, hai lần điều chỉnh mức lương cơ sở, mức tăng lên đã là 50,8%, trong đó năm nay 30%, như vậy là rất lớn. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.